Thưa quý vị, đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách trong tháng 6 này, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào hoạt động thêm một phà cho tuyến Vũng Tàu Cần Giờ, nâng tổng số phà khai thác lên 5 chiếc. Hiện có 4 phà biển đi từ Cần Giờ đến Vũng Tàu và ngược lại. Trong tháng 6 này, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác thêm một phà trên tuyến này và tương lai sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 phà tùy tình hình thực tế. Tuyến phà biển Cần Giờ Vũng Tàu khai trương từ năm 2021, có cự ly một chiều là 15 km, thời gian hành trình khoảng 30 phút với sức chở hơn 250 hành khách, 100 xe máy và 15 ô tô xe tải. Tuyến phà giúp rút ngắn thời gian từ Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu so với đi đường cao tốc quốc lộ 51.